À, vâng hello hello rất là vui gặp lại anh chị nhà đầu tư trong cái video tiếp theo của đạt capital stock finance hôm nay là một cái phiên đầu tuần ngày 23 tháng 10 cũng có một số cái điểm nhấn chính thì mình muốn muốn gửi đến anh chị nhà đầu tư và qua đây chúng ta sẽ cùng nhau view về thị trường ngày mai ngày 24 tháng 10 và trân trọng cảm ơn và trân trọng kính chào anh chị nhà đầu tư đã xem qua kênh của em em là Mr Gấu đạt kép và những cái hỗ trợ của em nó đều là những hỗ trợ mà miễn phí thì rất là mong khi anh chị đang gặp những cái khó khăn về đầu tư thì có thể liên hệ mình qua số Zalo để mình hỗ trợ cho anh chị được tốt hơn. Ok trở lại với thị trường chứng khoán thì ngày hôm nay chúng ta để ý và chúng ta update là một cái PE của thị trường vào ngày 23 tháng 10 nó ở mức là khoảng 14 lần. Thì ở cái mức này thì vẫn đang gọi là ở một cái mức chấp nhận được không quá cao nhưng mà cũng không quá thấp à, Về thị trường ngày hôm nay thì chúng ta thấy có một cái động thái mua rồng khá là mạnh À, của khối ngoại và việc mua rồng khá là mạnh này á, là nó tập trung nhiều ở cái cổ phiếu nào à. Vinh Hôm gần 1046 tỷ và việc mà nó thỏa thuận ngay từ đầu phiên chiều đã tạo ra một cái kịch bản Vini có những cái động lực tăng sau khi mà chạm về à, đây đây mình qua Vini ha Vini nó có những cái động lực tăng khi mà nó chạm về ở cái vùng như là 1089 và nó hồi lên được ngay ở vùng 1094 và sau khi mà hồi lên được ngay cái vùng mà 1094 á, thì nó có những cái lực bán và việc mà những lực bán này nó tạo ra một cái bản tiếp tục là một cái bản test lại quanh vùng 1086 và như vậy thị trường của chúng ta sẽ nó sẽ đi trong một cái kênh nào và nó sẽ đi theo một cái giai đoạn nào mà chúng ta cần phải lưu ý thì ở đây chúng ta à, trở lại À, về cái xu hướng của Vini với cái việc mà thanh khoản ngay tại thời điểm này nó chỉ tầm đâu đó khoảng 500 triệu đến 600 triệu cổ và việc thanh khoản nó khá là thấp đúng không và việc thanh khoản khá là thấp và ở trong cái phiên 18 tháng 10 xuất hiện một cái lực bán khá là khủng với cái việc mà cái thanh khoản nó gần gấp đôi vậy thời gian tới Vini để tăng lên ở những kịch bản up trên thì kịch bản up trên là nó phải vượt ra được ở cái vùng bao nhiêu à giống như là ở trong những cái view trước đó mình có nói đúng không là nó phải vượt ra được vùng là 1160 thì nó mới tạo ra được một cái kịch bản uptrend tuy nhiên trong giai đoạn này rất là khó để Vini nó vượt ra được những vùng đó mà mình chỉ kỳ vọng nó lên được ở vùng là 1130 vẫn kỳ vọng nó lên 1130 và hiện nay thì với những cái động thái trong giai đoạn này mà chúng ta cần hết sức cẩn thận để việc có thể nhiều khi chúng ta bán nó lại ngay đấy và ngày hôm nay thì mình sẽ rất là rõ ràng với một cái quan điểm của mình thì chúng ta sẽ có hai À, chúng ta sẽ có hai cái à, chúng ta sẽ có hai cái view mà chúng ta cần phải quan tâm ngay tại thời điểm này thứ nhất là mình đã có một cái lệnh mua khá là đẹp và chúng ta đã có một cái lãi mức lãi khá là tốt ok và ngày hôm nay mình muốn nhấn mạnh đến toàn thể anh chị em lưu ý nha hàng của mình đã về và đều đã có lãi nha chứ không phải là ngày mai á, là nhiều khi mà nó điều chỉnh thì anh chị mang hàng mình ra thì để, để nói này kia kiểu thì không phải cho nên là việc chốt lãi hay không chốt lãi á, là Ngày hôm nay mình cũng đã có những cái động thái mình cho chốt. Giống như là ngày hôm nay đã báo chốt khá là mạnh cái cổ phiếu CO khi mà hai phiên lãi gần 15% đúng không? Hai phiên lãi gần 15% thì mình đã có những động thái mình chốt lại. Và kế đến nữa thì dòng thép thì vẫn tiếp tục là những kịch bản quan sát và hiện nay dòng thép là 100% là điều có lãi nha. Dòng thép là 100% là điều có lãi hết. À đó và ngay cả đóng phiên này là vẫn có lãi, còn riêng dòng chứng khoán thì đang hòa vốn đó, cho nên nếu mà trường hợp ngày mai là đã có những cái kịch bản về tuân thủ về stop loss cho cái dòng chứng khoán. Và trong cái phiên sáng trong cái phiên sáng mình vẫn có nói với rất là nhiều khách hàng của mình là dòng chứng khoán là bên công ty chứng khoán em đã đã hết rum rồi. Mà khi hết rum có nghĩa là sao là có nghĩa là nó đã không còn mặt zin nhiều để cho nhà đầu tư có thể mua mà khi mà nhà đầu tư mua họ phải mua bằng tiền mặt và việc mà như vậy nó không còn mặt riêng nhiều thì dẫn đến là một cái kịch bản là cái động lực tăng giá của nó sẽ không có đó động lực tăng giá nó nó sẽ không có mà cái động lực bán nó sẽ có nhiều tại vì nhà đầu tư đang đang mua vào rất là nhiều rất là đông cho nên rất có thể là à, cái hàng đó thì những nhà đầu tư cá mập những lái họ không gom mạnh cho nên là họ sẽ rất là khó để họ kéo cho nên là nó sẽ dẫn đến một kịch bản phân phối và chúng ta phải tuân thủ những cái điểm top lot mà mình đã đưa ra và mình rất là mong anh chị khi mà xem qua video này phải xem rõ ràng cẩn thận chứ không phải là à, với cái việc mà mình mua rất là mạnh gần 30 tỷ tiền hàng này à, xong rồi đến ví dụ trường hợp ngày mai nó có sàn thì mang ra cười này kia kiểu, kiểu thì nó không phải nha mình đã giải thích rất là rõ ở trong cái video ngày hôm nay rồi thứ nhất là chúng ta đã có những cái mức lãi co và mình đã chốt rồi đó là cái nhất 15 16 phần trăm rồi và cái thứ hai nữa là chúng ta đã có những mức lãi từ dòng thép khá là đẹp đúng không dòng thép thì qua sen đã lãi 5% rồi mặc dù là thị trường nó giảm tư thời điểm mà 1 2 3 5 đến giờ đó và cái thứ ba nữa là dòng chứng khoán thì chúng ta đang hòa vốn đó và HBG thì vẫn đang hòa vốn thì ok thì vậy cái kịch bản tiếp theo của VN nó sẽ như thế nào à, kịch bản tiếp theo của VN nó thì chúng ta cần phải lưu ý ở đây không mình mình nhấn mạnh luôn mình nhấn mạnh luôn để cho anh chị nhà đầu tư thấy đây ngày hôm nay là mình nói là CEO này đã chốt lãi nè đúng không ở à đó còn những cái cổ phiếu khác thì giống như là VIX nè à, vít ở đây thì ở đây là mình đã có một cái điểm stop loss nè à, với một cái ngay tại cái vùng mà thủng 14 nè đúng không mình mua quanh vùng 14.4 đúng không 14.4 thì khi mà nó thủng 14 thì chúng ta sẽ bán đúng không thì cái vùng 14 là chúng ta bán target lên 20 25 thì chúng ta lỗ thì sau đó khoảng 2 đến 3 phần trăm thôi mình chúng ta ăn tới bao nhiêu ạ à? ăn tới gần mấy chục phần trăm đúng không hai mươi mấy phần trăm còn những cái dòng thép và những cái dòng khác thì mình vẫn dòng và dòng chứng khoán thì mình vẫn tiếp tục là những kịch bản là quan sát nhiều hơn và chúng ta chờ những động thái tiếp theo của Vini như thế nào thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta tiếp tục là chúng ta mua mạnh hay không hay không thì ở đây chúng ta cần phải nhấn mạnh để vini tạo đấy để vini tạo đấy thì nó sẽ phải có một cái kịch bản mà rất là nhiều những nhà đầu tư cần phải quan tâm ngay tại thời điểm này à, mình mình thấy như vậy để mà vini tạo đấy đúng không để mà vini tạo đấy thì nó sẽ phải như vậy anh chị lưu ý nha à, nó phải ở đây mình vẽ ra một cái nền màu tím cho anh chị dễ nhìn hơn nha à, đây à, thì nó phải có vậy? thứ nhất là nó phải có nhiều cái phiên nó test nè đúng không nó có phải có nhiều những cái phiên nó test thì tiếp tục ở đây nó cũng có những cái cây lớn là nó test liên tục ở cái vùng nến này đúng không và kế đến nữa cái vùng đáy này là nó cũng test ở đây nó cũng test đúng không ở đây nó cũng test ở đây nó cũng test nè và hay cả là lên trên những cái vùng này là nó vẫn test thì như vậy ngay cả vùng này nó cũng test thì Vini trong giai đoạn này trong giai đoạn này nha à, mình đưa qua cái màu xanh lơ này ha à, đây thì Vini trong cái giai đoạn này á, thì nó vẫn đang test đáy đúng không nó vẫn đang là một cái kịch bản test đáy so với những cái thời điểm trước đó của nó và hiện nay khi mà test đáy với một kịch bản này nó tạo ra được một cái mô hình niêm đúng không nó tạo ra một cái mô hình niêm thì với cái mô hình niêm của Vini như vậy thì chúng ta sẽ có một cái kịch bản mà chúng ta cần phải quan tâm ngay tại thời điểm này và mình rất là mong anh chị nhà đầu tư khi mà xem qua video với một cái tâm thế rõ ràng dứt khoát là nếu trường hợp mà Vini mà nó gãy khỏi cái vùng này nè nó gãy khỏi cái vùng mà 1085 này thì cái kịch bản mà nó xấu á là nó phải quay về nó test thêm ở cái vùng là 1040 này nó nó phải lên nó test một người sau đó thì nó sẽ có những kịch bản nó hồi lên vùng 1085 thì như vậy nó có thể là nó sẽ tạo ra được một cái kịch bản đi ngang nó sẽ tạo ra một cái kịch bản đi ngang ngay vào vùng này hoặc nếu mà trường hợp mà xấu hơn vĩ mô không chấp nhận thì nó phải lê về nó test lại ở những vùng bên dưới này nữa đó còn nếu trường hợp nếu trường hợp mà trong giai đoạn này trong giai đoạn với một cái mô hình niêm như vậy đúng không mà nó phá ra được ở cái cái trên ngay nó phá ra được ở cái trên này đúng không thì khi mà nó phá ra trên được này á, thì chúng ta sẽ có một cái điểm mua điểm mua là khi mà nó phá ra đúng không nó phá ra ở vùng này thì nó sẽ lên trên bao nhiêu à thì nó sẽ lên trên vùng là một sáu mươi sau đó thì nó có thể là những cái phiên mà nó test lại vùng này đó và như vậy là nó tạo ra được một cái mô hình là gì vai đầu vai đúng không thì ở đây á, là nó sẽ tạo ra được một cái mô hình vai đầu vai đây mình sẽ vẽ một cái mô hình vai đầu vai ha đó thì có nghĩa là đây mình đã test lên vùng này đúng không? thì lên vùng này đó thì sao nó quay về vùng này tại ở đây là một cái đáy hỗ trợ ngắn của nó nè thì lên đây thì như vậy là có nghĩa là mô hình vai đầu vai ngược và nó có đủ cái yếu tố gì đó. là có test lại một cái trend giảm nè đó mà vai đầu vai thì như vậy chúng ta sẽ ăn rất là mạnh khi mà Vini nó vừa ra được vùng một này đó và như vậy là viên này chính thức uptrend còn trong giai đoạn này ngay cả anh chị hỏi về cái phần mềm của mình thì ở đây ở đây chúng ta để ý và chúng ta thấy là phần mềm của mình trong giai đoạn này thì nó vẫn chưa báo những kịch bản mua vào đâu đúng không và tại vì mình không biểu diễn cho anh chị ở những cái clip trước tại vì nó vẫn chưa báo những kịch bản mua vào cho nên rất là khó tại vì nó đã báo những cái điểm bán ở vùng 1235 thì 1240 1250 khi mà gãy cái khỏi vùng này 1238 thì đến vùng này nó vẫn chưa có một kịch bản mua vào đó cho nên cái việc mà chúng ta bắt trong giai đoạn này mà mình có lãi giống như là trong cái video này mình bắt gần 30 tỷ nhưng mà mình có lãi thì phải nói đó là một cái sự đẳng cấp của mình phải nói đó là một sự đẳng cấp và chúng ta có được cái cơ hội để cho chúng ta à, chốt lãi trong ngày hôm nay nữa, nữa đúng không chúng ta có nhiều cơ hội để chúng ta chốt lãi hôm nay chắc chắn là mình biết là khá là nhiều khách hàng của mình ngày hôm nay đã chốt lãi rồi à, đó chứ không phải là cứ hô hào là mua 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 đâu đó tuy nhiên thì ngày hôm nay cũng có một số khách hàng mình họ gom khá là mạnh cổ phiếu là HPG để chờ qua tuần nó có những cái tuần từ, này nó sẽ ra những cái tin tốt thì đó có thể là canh chúng ta chốt còn riêng trong giai đoạn này trong cái phiên ngày mai thì đặc biệt chú ý dùm em đặc biệt chú ý dùm em là ở cái vùng mà 1085 này cái vùng 1085 này là phải hết sức cẩn thận nha nếu trường hợp mà nó đã test một phiên là hai phiên là ba phiên bốn phiên thì bắt buộc cái phiên ngày mai nó phải vượt được 1107 thì chúng ta mới có quyền kỳ vọng lên cái đường mà A20 này của nó quanh vùng 1130 thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta mua được còn riêng trong giai đoạn này nếu trường hợp mà ngày mai là nó gãy khỏi vùng này thì giống như cái bản hồi nãy mình phân tích tuy nhiên trong giai đoạn này thì nhà đầu tư phải hết sức cẩn thận nha chúng ta phải có những động thái quyết liệt trong giai đoạn này nếu trường hợp mà nó gãy khỏi cái vùng này thì chúng ta phải bán ra thôi chúng ta phải bán ra thôi nha lưu ý nha gãy khỏi 1085 thì chúng ta phải bán thôi tuy nhiên nếu trường hợp mà nó đóng mà nó nó tạo ra được những cái kịch bản tăng ở trên vùng này thì nó đã test gần ba một hai ba bốn nè đến phiên thứ năm mà nó không gãy đúng không à, nó phiên thứ năm không gãy thì như vậy là nó hoàn toàn nó có thể là nó lên được ở những vùng trên đây đó thì chúng ta cầm hàng thì cái vị thế của chúng ta là chúng ta đã có hàng sẵn trong tài khoản rồi thì chúng ta cầm hàng thì chúng ta đâu có lo đúng không và ngay cả chúng ta mua thì giống như là mua những cổ phiếu mà ngày hôm nay nó đâu có giảm mạnh là giống như là hpg này, anh chị anh chị thấy về cái xu hướng của HPG nè à, đúng không xu hướng HPG ngày hôm nay là nó vẫn giữ được một cái trend khá là đẹp đây đúng không và nó có rút chân đây thì mình rất là kỳ vọng là có thể là nếu được hợp bằng ngắn thì nó lên được vùng 25 này đó sau đó thì nó test lại và nó phải nó phi lên cái này là mình đang kỳ vọng thôi nha đó còn ngày hôm nay thì chúng thấy là mức giảm của nó khá là ít trong khi đó ngày hôm nay chúng ta thấy về cái đám VN30 đám VN30 ngày hôm nay thì nó có những cái động thái giảm khá là mạnh đây nó có những cái động thái giảm khá là mạnh mà chúng ta cần phải quan tâm thứ nhất là đối với mình sẽ tập trung vào những cái cổ phiếu giảm này để xem cái tại sao nó giảm à, ok thì trước khi mà tập trung á, thì chúng ta sẽ có một cái giao dịch thỏa thuận ngày hôm nay à, gần một ngàn tỷ đúng không giao dịch thỏa thuận sàn hose thì đến từ cái cổ phiếu là vinh Home, đúng không à, đến từ cái cổ phiếu vinh mà lúc à, 1 giờ đây thì giao thỏa thuận ở cái mức giá là 43 mươi ba đây là gần cả ngàn tỷ đúng không chín trăm mấy chục tỷ đó thì trong đây là chúng ta thấy là số lượng cổ phiếu đây đó còn riêng trong cái đám vn 30 cái đám vn 30 này thì chúng ta cần quan tâm một số mã giảm để chúng ta biết là tại sao nó giảm hoặc là khi nào mà nó sẽ tạo đáy để chúng ta nhìn và chúng ta ước lượng thị trường đầu tiên phải nói là cái cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu Maxan Maxxan thì con này thì hiện nay đang vận động đáy nha anh chị Và cái con này thì cái chạc nó giống như VN30 vậy mình không nói là ngay vùng này là đáy hay chưa Tuy nhiên nếu mà trường hợp á mà ngày mai mà nó thủng khỏi cái vùng 165 thì cực kỳ xấu Và như vậy là trong một cái mô hình nến tuần của nó thì vẫn chưa có đủ một cái nhịp phục hồi Và nó đã gãy khỏi cái vùng hỗ trợ ngắn nhất của nó là ở vùng 72 này Đó thì nó mới rủ ra khỏi cái vùng này thì ở đây mình sẽ có một cái volume nữa Đây một cái volume thì khi mà nó gãy với một cái volume thấp như vậy thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ còn gãy thêm đó chắc chắn ra thêm tuy nhiên thì nó có một cái đáy quanh cái vùng này nè là một cái vùng hỗ trợ về nhìn nến nè 64, 65 thì mình rất là kỳ vọng là nó giữ được nhịp này Còn nếu không á, thì về ở những vùng dưới này là mình mua Đúng không? Về những cái vùng mà 45, 50 này mình mua đảm bảo sao lỗ được Đúng không? Về 45, 50 mua thì làm sao có cái chuyện mà Câu chuyện mà lỗ được đúng không? Rất là khó à, Về thế giới di động có nghĩa là massage hiện nay là chưa có một nhịp nào mua nha mà ngay cả ở trong cái phần mềm của mình nó vẫn chưa báo một cái tín hiệu mua gì hết đối với cái cổ phiếu này đó thì ngay cả thế giới động cũng tương tự nè à, đó cho nên là mình sẽ không trình diễn ở trong phần mềm này mà mình sẽ trình diễn ở cái chạc vn để cho nó 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 dễ nhìn hơn một tí xíu tại vì nhà đầu tư họ đã quen nhìn với với những cái vùng này rồi thì ngay cả thế giới động anh chị thấy không nó có một cái cây nến red ao giả nè À, sau đó thì nó lại rơi vùng này là 28 phần mà rất là xấu đó thì cho nên là đến vùng này là nếu mà về đấy này 36 phần anh chị mua sao lỗ được đúng không rất là khó để lỗ Tuy nhiên là nó sẽ về đấy thì nó sẽ dùng nhân dùng dần như vậy thì đối với cái cổ phiếu mà à, thế di động và massage thì vẫn chưa đủ điều kiện để chúng ta nhảy vào chúng ta bắt đáy nha RVR thì đã có một cái nhịp phân phối anh chị RVR thì nó có một cái nhịp phân phối rồi Nó đã có một nhịp phân phối quanh cái vùng mà 23, 22 này Và tiếp theo là nó gãy khỏi cái vùng bao nhiêu ạ à? Vùng hỗ trợ của nó là 20.7 Đúng không? Vùng hỗ trợ của nó là 20.7 Thì RVR ở đây thì nó cũng có những cái tín hiệu mua đúng không? Có những tín hiệu mua quanh vùng là 20.1, 20.2 nè À, nhưng mà có thể là hàng về không lãi nhiều thì là có những kịch bản bán quanh vùng 20 20 ít thì cơ bản thì đối với cổ phiếu RVR này chúng ta à, nếu trường hợp đánh theo phần mềm thì nó sẽ không lỗ anh chị ha Ok và cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi qua một số cổ phiếu VN30 cái đó là gas SAB đá vào ngày hôm nay những dòng trụ là bị gãy hết anh chị đó là kịch bản nó điều chỉnh là có thể là nó sẽ tiếp tục điều chỉnh đấy đó và việc mà nó điều chỉnh như vậy mà nó gãy hết hết những cái đường mà mà 20 này nè À, của một cái xu hướng tầng thì chúng ta phải hết sức cẩn thận và anh chị thấy không là khi mà cái nền giá của nó cái nền giá của nó mà đi quanh ở cái đường dưới cái đường mà 20 nè là nó cứ men men men, men theo đường dưới này nó thôi cho nên là khi mà nó đã lên trên rồi đúng không là nó cứ lên trên lên, lên 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 đó và khi mà nó gãy thì như vậy là chúng ta có một cái điểm bán ở vùng trên này nè đó ở vùng 87 rồi đến giai đoạn này thì vẫn chưa có một kịch bản bắt đáy nha cho nên là dòng trụ ngày hôm nay nó vẫn yếu nha anh chị SAB SAB sau khi mà chia một một đúng không thì sau đó thì nó có một cái tin là chia 11 ở đây tỷ lệ 11 thì sau đó thì tiếp tục là nó đang test lại vùng đáy này thì cho nên đa phần ngày hôm nay chúng ta để ý những dòng trụ mà giảm này kể đến nữa là Vinamilk Vinamilk cũng tương tự là đang có một cái hỗ trợ ngắn ngay quay về cái vùng đáy cũ nè đang có hỗ trợ ngắn vùng đáy nếu trường hợp mà nó gãy khỏi vùng này luôn nha nếu trường hợp mà nó gãy khỏi vùng này luôn thì kịch bản của nó là phải rơi thêm nó phải rơi thêm vào những vùng bên dưới này nó 67 hoặc là 63 à đó VB Bank thì tương tự đây VB Bank thì nó vẫn còn tre nhưng mà mình thấy là một số uh, anh chị em nhà tư mình đã chốt ở trong vùng trên đây khá là nhiều rồi tuy nhiên con này thì vẫn còn còn tre đúng không thì nếu rồi mà nó gãy khỏi những cái vùng bên dưới này nè thì mới sẽ gặp rất là nhiều những rủi ro còn đến giai đoạn này thì có uh, uh, thêm ít ít ai ít ai thì hôm nay ra tin vẫn bị bán chị con này thì mình phải hết sức cẩn thận nha cái vùng mà gãy của nó là tầm đâu đó là phải vùng 28 khi mà nó thủng 28 là là nó sẽ đi luôn đấy à, cho nên là cái con này thì chúng ta để ý là giống như là đang có một cái hình tương tự như vai đầu vai nhưng mà nó lại không phải à đó cho nên là là tương tự thôi nếu trường hợp ở cái chỗ này mà nó lên cao tí xíu là có thể dễ dễ nhìn đúng không này giống như cái mô hình là đầu thông hai mộ nè đúng không nguyên một cái đầu thông nè ở đây một cái mộ thứ nhất nè đúng không đây là một cái mộ nữa đó cho nên là phải cẩn thận đối với những cái cổ phiếu mà đang có những cái xu hướng mà nó đang trong một cái nhịp phân phối như vậy đó thì chúng ta phải hết sức cẩn thận nha thì ngay cả mình đã warning dòng chứng rồi mình đã warning về những cái dòng mà cổ phiếu chứng đây à, đầu tiên rồi à? à, đây ngày hôm qua là mình đã có warning trong cái nhóm khách hàng của mình rồi à, hiện dòng chứng là bên công ty em đã gần hết rơm mà à, điều này nó chưa xảy ra À, kể từ thời điểm tháng 6/2022 tới thời điểm mà 18 tháng 10 năm 2023 nên dòng nên nhà đầu tư đu dòng chứng cẩn thận sẽ có điều chỉnh mạnh. Đó, sau nhịp hồi này à, nên từ tuần sau là có nghĩa là ngày hôm qua là ngày bao nhiêu ạ? À? Ngày qua là ngày chủ nhật đúng không? À, đó thì nên từ tuần sau mình sẽ loại bỏ cái khuyến nghị của dòng chứng khoán là loại bỏ mua ra đến 15 tháng 11. À vì khi mà nó hết rum à, thì là sao à, à phải là gì? rất dễ chỉnh mạnh cho nên là khi mà mình có nói khá là rõ nè là khi mà vít và SHS về là phải tiến hành chốt lại đúng không là vít và SHS, ngay ngày hôm qua đây đúng không cái tin nhắn là ngày hôm qua là cái chữ hôm qua đây 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 đó cho nên là mình đánh nó rất là chắc chắn anh chị đó có thể là lãi lỗ ngắn hạn lãi lỗ ngắn hạn là có thể là à, lỗ một ít nhưng mà lãi thì luôn luôn là lãi rất nhiều lãi rất nhiều tại vì những cái phương pháp đầu tư của mình nó khá là quyết liệt nha anh chị đó là một số view và nhận định của mình về thị trường chứng khoán. Và thật sự cũng không còn nhiều cổ phiếu có điểm mua cho nên là mình sẽ không review nhiều. Mà chúng ta cần phải lưu ý một cái kịch bản của Vini mà mình nhắc đi nhắc lại khá là nhiều là khi mà nó tạo ra được một cái vùng uh, hỗ trợ quanh vùng 1085 này, 1086 này, nếu trường hợp mà nó gãy khỏi vùng này thì Vini nó sẽ rất là xấu và có thể là nó sẽ đi rất là xa. À, đi rất xa thì ở đây thì mình không biết thì mình phải chờ thêm những điểm hỗ trợ bên dưới này nè à, 40 đây chẳng hạn à, đó còn nếu không thì nó sẽ về bên đây còn nếu mà trường hợp mà nó vượt lên được vùng này thì nó cũng chưa chạy hẳn đâu mà nó sẽ tạo ra một cái mô hình gì ạ vai đầu vai ngược đúng không vai đầu vai ngược thì sau đó thì nó mới bật thì như vậy chúng ta sẽ có một điểm rét chúng ta mua quanh vùng 160 rồi chúng ta sẽ ăn rất là mạnh còn riêng trong giai đoạn này thì mình vẫn nếu trường hợp mà đánh dài hạn nha nếu trường hợp mà xác định đánh dài hạn nha từ vùng mà thủng 1080 1085 trở xuống á, cứ mua cho mình. Đó, đúng không? Cứ mua mà chúng ta đánh dài hạn thì chúng ta tính phải bằng năm nha. Chứ không phải là mình nói là à, mua xong rồi ngày mai cắt cái video của mình xong mày gửi đi này đi kia xong mày uh, uh, nói à, uh, ông gấu đặt cáp này kia kiểu ông nói là mua tại vùng này này chứ không, không phải nha. Nếu trường hợp mình xác định là tư dài hạn. Còn riêng ở thị trường chứng khoán này đánh dài hạn rất là khó chị. Phải nói là đánh dài hạn cực kỳ khó tại vì là mình nhìn thị trường mỗi ngày mà mình đánh dài hạn là đánh như thế nào cho à, nên là rất là khó cho nên là mình vẫn kỳ vọng ở nó sẽ tạo ra ngày mai nó sẽ đóng tiếp tục là một cây nến xanh vùng này và khi mà nó có những cây nến red đúng không nó có những cây nến red mà nếu đẹp thì nó ghét luôn lên đây cho mình đó thì sau đó thì nó lại về vùng này đó thì và nó tạo ra được một cái hình vai đầu vai đúng không vai đầu vai ngược nè à, khá là đẹp này vai nè đúng không vai này là vai trái nè này vai phải nè à, xin rỡ đây là cái thân người nè đúng không cái đầu người nè đây và cái đây là vai phải nè đó thì sau đó thì sao À, nó nó tăng đúng không nó tăng như vậy là kịch bản như vậy khá là đẹp đó và kịch bản như vậy thì mình cũng rất là kỳ vọng vào một cái nhịp hồi phục hơn là việc mà là thật sự bản thân mình không muốn một tí xíu nào về thị trường giảm tuy nhiên mà khi mà nó đã có những cái quản trị rủi ro trong giai đoạn này á thì chúng ta phải hết sức cẩn thận đối với thị trường đó có nghĩa là đừng bao giờ mình nghĩ là nó đáy mình nhảy vào bắt là nó không phải nha cho nên là khi mà có lãi thì chúng ta phải canh chúng ta chốt và chốt và chốt còn đến khi mà thị trường nó giảm mạnh thì chúng ta có những cái dòng tiền mạnh chúng ta mua thị trường làm gì có cái câu chuyện mà là ngày nào nó cũng tăng đúng không à, nó phải hai phiên ba phiên giảm à, thì nó sẽ có một phiên hồi hoặc như vậy đây chúng ta thấy bốn năm năm phiên giảm thì nó sẽ có một phiên hồi mà chúng ta bắt được ngay tại một cái phiên mà 19 tháng 10 nè mà thật sự phiên đó thật sự rất là nhiều nhà tư không nhà tư gì dám bắt đúng không à, đó cho nên mà chúng ta lại chọn được những dòng cổ phiếu mạnh nữa À, thì như vậy chúng ta có lãi khá là tốt thì việc mà chúng ta chốt lãi là khá là bình thường và à, trong cái Vini này ngay tại thời điểm này thì khi mà mình bắt về cái cổ phiếu CO đúng không thì có thể nói là CO là cái cổ phiếu tăng mạnh nhất đúng không nó tăng mạnh nhất mà chúng ta bắt được quanh vùng là 18.1 rồi đúng không 18.1 mà lên trên cái vùng mà 20.8 ngày hôm nay mình chốt được 20.8 anh chị thì tầm đâu đó là nó đã gần là bao nhiêu à 15% rồi có nghĩa là mình đã bắt được cổ phiếu mạnh nhất của Vini đúng không mà cổ phiếu mạnh nhất của vn index đó à, thì chúng ta đâu có việc gì mà chúng ta quá lo sợ và ngày hôm nay tại sao là mình mình nói khá là nhiều khách hàng của mình phải chốt quanh 20.8 tại vì ở đây là nó có khá là nhiều những kháng cự ở trên nè và thứ hai nữa là nó có một cái cản chéo nè nó có cản chéo ở vùng này cho nên là việc chúng ta chốt lại quanh vùng 20.8 21 là khá là đẹp đúng không đến phiên chiều mà nó còn kéo lên đây đúng không đây nè đêm chiều nó 20.8 đây do vậy đúng không đấy 20.9 luôn nè đến 20.9 là 21 luôn đó cho nên là không 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 thể nào nói là không không có ở thời gian để chốt lại là không phải nha à, ok thì đó là một số view và nhận định của mình nếu trường hợp anh chị thấy hay thì cho mình xin một like một đăng ký kênh và nếu trường hợp anh chị cần mua phần mềm thì có thể là liên hệ mình để mình hỗ trợ về mua phần mềm thì phần mềm của mình là đang có những cái view mua đáy và bán đỉnh khá là đẹp. Ở đó thì anh chị nhìn vào những mũi tên lên xuống cái đó là cái thứ nhất và khi mà anh chị uh, liên hệ mua phần mềm hoặc là ví dụ khi anh chị đăng ký khóa học thì uh, đăng ký khóa học thì khoảng ngày 30 tháng 10 thì mình sẽ khai giảng thì như vậy thì anh chị sẽ được những cái ưu đãi về uh, trong room tư vấn của mình uh, và những đây là một số view và nhận định của mình cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay và mình cũng rất là nhắc lại rất là mong là mình sẽ nhắc lại anh chị về cái kịch bản Vini index uh, nó sẽ có hai kịch bản thì như như vậy thì chúng ta phải phải lường trước cái kịch bản nào để chúng ta đi theo đối với bản thân mình thì mình rất là kỳ vọng vào một kịch bản tạo đáy vùng này tuy nhiên nếu trường hợp mà nó không đáy thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta phải mất đi một phần có thể là một phần lãi hoặc là có thể là chúng ta sẽ lỗ nhẹ ok xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video ngày mai ạ